Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7, trang 52 đến trang 55, sách Chân trời sáng tạo, bài 10, Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội. Thì mục tiêu của bài 10 này đó là chúng ta sẽ nêu được cái khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến, giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội. Mở đầu, tệ nạn xã hội đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống của xã hội. Việc nhận diện các loại tệ nạn xã hội để phòng chống là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của học sinh. Rồi em hãy kể tên các loại tệ nạn xã hội được thể hiện trong các bức tranh sau và trả lời câu hỏi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát các bức tranh và chúng ta sẽ kể tên các loại tệ nạn xã hội. Thì các em thấy ở đây tranh 1 ở đây là thể hiện cái tệ nạn đó là tiêm chích ma túy. Rồi ở đây tranh 2 là tệ nạn cờ bạc. Tranh 3 là nghiện rượu bia. Rồi tranh 4 là tệ nạn cờ bạc, ở đây là đá gà. Rồi câu hỏi là các em hãy nêu tệ nạn xã hội là gì. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ kể tên các tệ nạn xã hội thể hiện ở trong các bức tranh. Thì tranh 1 đó là tệ nạn ma túy, tranh 2 là tệ nạn cờ bạc, tranh 3 là tệ nạn nghiện rượu bia, tranh 4 cũng là tệ nạn cờ bạc. Tệ nạn xã hội là những cái hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống. Tiếp theo phần khám phá, số 1 nhỏ, em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Trường hợp 1, anh T lập gia đình đã gần 5 năm, gia đình anh hạnh phúc hơn khi có thêm hai đứa con ra đời. Với trách nhiệm của người chồng, người cha, anh T đã tìm đủ mọi cách, nghề để tìm đủ mọi nghề để kiếm tiền nuôi gia đình. Anh quyết định thử sức kinh doanh, nhưng vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc làm ăn thất bại. Trước những lời khích bác, anh T dần chán nản buồn bã và dễ nổi giận với vợ con. Anh bắt đầu tìm đến rượu để giải tỏa phiền não. Bạn bè còn rủ rê anh đánh bạc cá độ bóng đá. Khi khoản tiền dành dụm của gia đình dần vơi hết, vợ của anh T không thể khuyên can chồng nên phải gửi con cho ông bà ngoại và đi tìm việc làm. Sau những ngày quay cuồng với cơn nghiện, anh T đã trở về nhà nằm thở dài và suy nghĩ không biết làm thế nào để hết buồn. Câu hỏi, anh T đã vướng phải những tệ nạn xã hội nào? Nguyên nhân nào đã khiến anh T vướng phải tệ nạn xã hội đó? Như vậy, ở trường hợp 1 này thì chúng ta thấy anh T đã vướng phải tệ nạn xã hội đó là nghiện rượu bia, cờ bạc và cá độ bóng đá. Nguyên nhân ở đây là do gia đình anh T đón thêm hai đứa con, anh T là trụ cột gia đình nên tìm mọi cách để kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy nhiên, anh kinh doanh thất bại nên đã dẫn đến chán nản buồn bã và bắt đầu va vào các tệ nạn xã hội. Rồi tiếp theo trường hợp 2. Về năm nay 18 tuổi, bố mất sớm, V hiện đang sống cùng mẹ và bà ngoại. Bà ngoại tuổi cao, sức yếu, mẹ thường xuyên bận công việc nên từ nhỏ V đã không được quan tâm chăm sóc. Nhiều lần V đã theo bạn bè lang thang chơi điện tử, uống rượu. Một lần bạn bè rủ rê, V thử ma túy đá. Không muốn bị xem thường nên V đã đồng ý thử, từ đó V trở thành kẻ nghiện ngập. Muốn thoát khỏi cơn nghiện nên V đã gọi điện tổng đài và tư vấn và nói em muốn bỏ ma túy đá, mỗi lần lên cơn nghiện em không thể kiểm soát được chính mình. Câu hỏi, V đã vướng phải những tệ nạn xã hội nào? Theo em, tệ nạn xã hội dẫn đến hậu quả như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội?
Như vậy ở trường hợp 2 này thì chúng ta thấy là V đã vướng vào những cái tệ nạn xã hội, đó là uống rượu, nghiện ma túy đá. Hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân gia đình là: đối với bản thân thì ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, có nguy cơ mắc các căn bệnh ảnh hưởng đến tính mạng như HIV, tim mạch, hệ thần kinh, tha hóa đạo đức, dễ vi phạm pháp luật, tổn hao về tinh thần, kinh tế. Còn đối với gia đình thì khủng hoảng về tài chính, tinh thần, phát sinh các mâu thuẫn gia đình, sức mẻ tình cảm, nguy cơ bạo lực gia đình. Còn đối với xã hội thì làm suy thoái giống nòi, gây bức xúc bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội, suy giảm sức lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền kinh tế. Rồi tiếp theo số 3, hai nhỏ, em hãy đọc các ý kiến sau và trả lời câu hỏi. A. Chỉ người lớn mới vướng vào các tệ nạn xã hội. B. Đánh bài ăn tiền để vui không gọi là tệ nạn xã hội. C. Hút thuốc lá, có thể lá thể hiện bản thân sành điệu. D. Nếu đủ bản lĩnh thì sử dụng ma túy một lần cũng không sao. E. Trò chơi điện tử có thể gây nghiện. G. Học sinh tham gia cá độ bóng đá sẽ không bị xử lý vì còn quá nhỏ. Câu hỏi, em đồng ý hay là không đồng ý với ý kiến nào, vì sao? Học sinh trung học cơ sở có thể vướng vào các tệ nạn xã hội nào? Như vậy ở đây các em hãy đọc kỹ các ý kiến và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là đồng ý hay không đồng ý với các ý kiến, vì sao? Rồi, học sinh trung học cơ sở có thể vướng vào các tệ nạn xã hội nào? Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta đồng tình với các ý kiến, đó là ý kiến ở đây ý kiến E, đó là trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử có thể gây nghiện là bởi vì trò chơi điện tử dễ dàng khiến ta lún sâu vào yêu thích và dẫn đến bỏ bê học tập. Và học sinh tham gia cá độ bóng đá sẽ không bị xử lý vì còn quá nhỏ, thì chúng ta sẽ như thế nào? Tiếp theo phần ghi nhớ. Tệ nạn xã hội là những cái hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống. Có nhiều loại tệ nạn xã hội nhưng phổ biến nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm. Tệ nạn xã hội có nguyên nhân khách quan như mặt trái của nền kinh tế thị trường, môi trường sống không lành mạnh do sự nuông chiều quá mức và buông lỏng con cái của cha mẹ. Nguyên nhân chủ quan như là tò mò, lười biếng, ham chơi, đua đòi, thiếu hiểu biết và thiếu tự chủ. Hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tha hóa về nhân cách, rối loạn về hành vi, rơi vào lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật. Đối với gia đình thì cạn kiệt tài chính làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đối với xã hội làm suy thoái giống nòi, rối loạn trật tự, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, suy giảm sức lao động xã hội. Tiếp theo số 3 nhỏ, em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. Quy là con duy nhất trong gia đình nên bố mẹ rất nuông chiều. Mỗi khi Quy xin tiền, bố mẹ đều đáp ứng ngay. Em thường hay khoe với bạn ở nhà mình muốn gì bố mẹ cũng chiều hết.
Biết nhà Quy có nhiều tiền, T và E đã rủ Quy chơi điện tử ăn tiền, cá độ bóng đá, sử dụng thuốc lắc. Khi biết chuyện bố mẹ Quy rất lo lắng và không biết phải làm sao để giúp con mình thoát khỏi tệ nạn xã hội. Câu hỏi vì sao Quy vướng vào tệ nạn xã hội? Học sinh vướng vào tệ nạn xã hội có thể dẫn đến những hậu quả gì? Như vậy chúng ta thấy ở trong cái trường hợp này, ở trong cái tình huống này, thì Quy vướng vào tệ nạn xã hội là bởi vì được bố mẹ rất là nuông chiều. Khi xin tiền đều được bố mẹ đáp ứng ngay. Vì vậy, Quy đã bị bạn rủ rê, lôi kéo chơi điện tử, cá độ bóng đá và sử dụng thuốc lắc. Thì học sinh vướng vào tệ nạn xã hội có thể dẫn đến những cái hậu quả như bỏ bê việc học, gây các bệnh về hô hấp, tim mạch, thần kinh đối với người nghiện ma túy, làm thoái hóa về cái nhân cách, rối loạn về hành vi, rơi vào lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật và phạm tội. Tiếp theo luyện tập số 1 nhỏ, em hãy suy nghĩ, hãy nêu suy nghĩ của mình về các câu ca dao tục ngữ sau. A. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hế, tra chân vào cùm ca dao. Xem bối ra ma, quét nhà ra rác tục ngữ. Như vậy chúng ta hãy nêu cái suy nghĩ của mình về các câu ca dao tục ngữ này. Thì câu ca dao cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm. Nói cờ bạc như bác thằng bần ở đây có nghĩa là cờ bạc có hại rất lớn tới bản thân mọi người chúng ta. Dính đến cờ bạc thì chúng ta nghèo khổ bần cùng suốt đời. Những người như thế thì cửa nhà mang ra bán hết và có khi là phải đi tù. Tóm lại câu nói kia muốn nói lên cái tác hại của cờ bạc. Những người như thế thì cửa nhà mang ra bán hết và có khi là phải đi tù. Tiếp theo câu tục ngữ, xem bối ra ma, quét nhà ra rác. Câu nói nhắc nhở chúng ta cần tỉnh táo trong bất cứ vấn đề gì. Theo đó là phê phán những người mê tín dị đoan, quá coi trọng việc bói toán và coi đó là chỗ dựa cho những bước đi của cuộc đời mình. Câu này cũng chỉ những cái hành động nói xấu bới móc người khác. Khi đã có chủ ý nói xấu thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra những điểm hạn chế của họ, hoặc là cố tình thiêu dệt ra những điều không tốt của người đó để mà nói ra. Tiếp theo, câu 2, theo em hành vi nào dưới đây là tệ nạn xã hội vì sao? Tổ chức đánh bạc, trốn học thường xuyên, sử dụng thuốc lá điện tử, gian lận trong thi cử, cá độ bóng đá. Như vậy theo các em thì hành vi nào là tệ nạn xã hội vì sao? Thì các hành vi tệ nạn xã hội đó là tổ chức đánh bạc nè, trốn học thường xuyên nè, sử dụng thuốc lá điện tử nè, cá độ bóng đá. Bởi vì những cái hành vi này vi phạm pháp luật, gây ra những cái hậu quả xấu ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội. Rồi, tiếp theo, còn gian lận trong thi cử chỉ là cái hành vi xảy ra trong lĩnh vực thi cử học đường, không liên quan đến tệ nạn xã hội. Tiếp theo vận dụng số 1 nhỏ, em hãy lập bảng liệt kê tác hại của các tệ nạn xã hội, từ đó rút ra bài học thì chia sẻ cùng bạn nhằm tránh xa tệ nạn xã hội. Gợi ý, tham khảo biểu mẫu dưới đây. Số thứ tự 1, loại tệ nạn xã hội, hậu quả đối với người vướng vào tệ nạn xã hội, đối với gia đình của người vướng vào tệ nạn xã hội, đối với xã hội. Như vậy chúng ta sẽ lập bảng liệt kê các tệ nạn xã hội. Ví dụ như số 1, hút thuốc lá điện tử.
Hậu quả, đối với người vướng vào tệ nạn xã hội thì gây các bệnh về hô hấp, ảnh hưởng đến phổi, tim mạch, hệ thần kinh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học, không kiểm soát được hành vi. Còn đối với gia đình của người vướng vào tệ nạn xã hội thì khủng hoảng về tài chính, tinh thần. Rồi, tiếp theo nữa đó là phát sinh các mâu thuẫn gia đình, sức mẻ tình cảm. Còn đối với xã hội thì làm suy thoái sống nòi, ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội. Tiếp theo, số 2 nhỏ, tệ nạn đánh bài bạc. Hậu quả, đối với người vướng vào tệ nạn xã hội thì tinh thần giảm sút, mất tinh thần học tập, tha hóa về đạo đức, dễ vi phạm pháp luật. Còn đối với gia đình của người vướng vào tệ nạn xã hội thì ảnh hưởng tài chính, tinh thần, phát sinh các mâu thuẫn gia đình, sức mẻ tình cảm, nguy cơ bạo lực học đường. Còn ảnh hưởng đối với xã hội là ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội, nguy cơ bạo lực gia đình. Tiếp theo số 2 nhỏ, em hãy làm một cái sản phẩm tuyên truyền về nguyên nhân hậu quả của tệ nạn xã hội. Thì gợi ý ở đây chúng ta có thể là với làm với cái hình thức thể hiện đó là vẽ tranh hoặc là khẩu hiệu tuyên truyền. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.